con đi trên ô tô à, màu trắng à, xong rồi thả con xuống rồi, à? chúng có nói gì không? Không ạ à? Ngày 13 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc xác nhận chính quyền xã đã phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 4 tuổi bị bỏ rơi trên đường và hiện chưa có bất kỳ ai đến nhận cháu về. Được biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 10 tháng 10, một người đàn ông đi đường phát hiện một bé trai khoảng 4 tuổi đang đứng khóc bên đường thuộc thôn 1 xã Hòa Xuân qua hỏi thăm cháu bé nói bị một người đàn ông đi ô tô màu trắng chở tới đây và thả xuống đường. Nghe vậy, người dân vội đưa bé đến trình báo với công an xã Hòa Xuân. Theo Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân, cơ quan chức năng đã thông báo tìm người thân cho bé trên mạng xã hội nhưng ba ngày rồi mà không thấy ai liên hệ đến nhận. Hiện cháu bé đang được chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã đưa về nhà chăm sóc và sau 7 ngày nếu không có người thân cháu bé liên hệ, phía xã sẽ làm các thủ tục cho và nhận cháu bé theo quy định.